Khoảng 14 giờ chiều ngày 28 tháng 2, một số ngư dân địa phương xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xác một con cá voi rất lớn trôi dạt vào gần bờ biển. Theo đó, người dân khi đi biển đã phát hiện xác cá voi cách bờ biển địa phận thôn Sông Long, xã Cương Giáng khoảng 1 km. Theo người dân địa phương, con cá này có chiều dài khoảng 13 mét, ước nặng khoảng 10 tấn. Khi dạt vào bờ, cá đã chết và đang trong tình trạng phân hủy nặng, xác cá phình to. Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhờ ngư dân đưa cá vào bờ. Do kích thước và trọng lượng cá lớn, sau khi phát hiện, phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, ngư dân mới đưa được vào gần bờ, sau đó phải dùng máy cẩu để đưa cá lên bờ. Tối cùng ngày, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng bà con ngư dân đã tiến hành chôn cất cá theo phong tục địa phương và đảm bảo vệ sinh môi trường.